Có một thực trạng đáng lên án trong cộng đồng Minecraft những năm gần đây. Nói đúng hơn là cộng đồng Minecraft lậu, hay gọi là crack đó. Với bất cứ ai mà không có đủ tiền mua cho bản thân mình một tài khoản Minecraft, thì tất nhiên còn gì tuyệt vời hơn là một phiên bản hoàn toàn miễn phí, nơi mà chúng ta có thể chơi với bạn bè và cập nhật những thứ mới nhất về trò chơi Minecraft này. Tất nhiên khi nói về những phiên bản lậu, thì phiên bản Minecraft lậu đứng đầu trong danh mục này đó chính là T-Launcher. Các bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu mình nói đây là một phần mềm độc hại? Và tất nhiên với hơn hàng triệu lượt tải về, và tất nhiên cũng là hàng triệu người dùng, thì điều này càng ngày càng tệ và thực chất là thực sự rất đáng báo động cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó. Thì trước khi bắt đầu video thì mình muốn nói trước là mình sẽ chỉ tóm lược mọi chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Còn nếu mọi người muốn biết thêm chi tiết thì có thể qua kênh của Mr. Epic để xem nhé. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Trước hết thì chúng ta sẽ phải biết T-Launcher được tạo ra như thế nào. T-Launcher được ra mắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2013 bởi một người có tên là Turikai. Anh ấy đăng một bài viết giới thiệu phần mềm này lên một trang web. Tuy vậy thì hiện tại trang lưu trữ của trang web này đã bị xóa theo yêu cầu của một công ty tên là T-Launcher. Sau đó thì vào tháng 11 năm 2013, đại diện của một website tên là ru-minecraft.org đã liên hệ với lại Turikai với yêu cầu là cần cậu ấy tạo ra một phiên bản đặc biệt của T-Launcher chỉ dành riêng cho trang web này. Phiên bản đặc biệt của launcher này có một vùng dùng để quảng cáo và liên kết thẳng tới trang web ru-minecraft.org. Mình thực chất thì không biết chỗ quảng cáo đó nằm ở đâu, nhưng mà mình nghĩ là cái này. Sự hợp tác của trang web này với Turikai tiếp tục mãi cho đến năm 2015, và sau đó thì phiên bản T-Launcher của ru-minecraft.org đã bắt đầu hoạt động độc lập. Đó là phần mở đầu để giới thiệu cho tất cả các bạn biết T-Launcher của hiện tại được tạo ra như thế nào. Và chúng ta sẽ tới với lại phần tiếp theo, đó chính là trang web ru-minecraft.org là cái gì. Trước khi mình tiếp tục với câu chuyện thì mình muốn nói về trang web này trước. Đây là một trang web chuyên về mod ở bên Nga. Thực chất thì nó không phổ biến vì những nội dung thú vị hay là các mod quá độc đáo, mà chìa khóa của bọn họ chính là tiếp thị, hay còn gọi là marketing tốt, nên nó rất nổi tiếng ở bên quốc gia này. Từ khi dự án website ru-minecraft.org được tạo ra vào năm 2013, thì về bản chất của tên miền website này đã được ăn cắp, hay nói nhẹ hơn là được sao chép từ một website đã nổi tiếng sẵn trước đó, đó chính là ru-minecraft.ru. Trang web này được tạo ra trước 2 năm so với lại ru-minecraft.org. Có nghĩa là những người chủ của ru-minecraft.org chỉ muốn tiếp cận người dùng mới bằng cách lợi dụng sự phổ biến của một website đã có sẵn trước đó mà thôi. Hay tiếng Việt chúng ta gọi đó là bú phim. Mặt khác thì ru-minecraft.org còn có rất nhiều cách rất gian xảo để tăng lượng người dùng. Nếu bất cứ ai sử dụng cái launcher crack ở trên website của họ, thì khi cài launcher vào máy, nó cũng sẽ đồng thời chặn những website có nội dung tương tự. Có nghĩa là với bất kỳ nội dung về Minecraft nào mà người dùng tìm kiếm trên Internet thì cũng sẽ cùng dẫn về một trang web, đó là ru-minecraft.org. Và thực chất là còn rất nhiều những tính năng mờ ám khác mà mình chưa nhắc tới ở trong video này. Kết cục là website này đã bị xử phạt và phải bị đóng cửa. Tuy vậy thì chủ nhân của nó không dừng lại ở đó. Bọn họ đã nhanh chóng mua một tên miền khác với cái tên là ru-m.org, và cái website này thực tế vẫn còn tiếp tục hoạt động cho tới ngày nay. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với sự hình thành của tập đoàn T-Launcher, hay còn gọi là công ty T-Launcher. Và giữa năm 2015 thì tên miền T-Launcher.org đã được đăng ký, và phần mềm T-Launcher được coi như một dự án riêng biệt chứ không phải là một phần của website ru-m.org nữa. Tiếp theo là vào ngày 20 tháng 5 năm 2016, cái tên T-Launcher và phần mềm này đã được đăng ký bản quyền thương hiệu. Và đây cũng chính là nền tảng cho tập đoàn T-Launcher đánh sập hàng loạt những website và dự án có cái tên tương tự. Nếu các bạn không biết sự kinh khủng của cái sự kiện này trong khoảng thời gian đó, thì thực chất có một nhóm mang tên là Terraria Launcher cũng đã bị khóa và phải đóng cửa. Thậm chí chúng ta nhìn cũng biết được rằng là cái nhóm này họ còn không làm về Minecraft. Và đó chính là cách họ vẫn sử dụng cho tới ngày nay. Bất cứ ai, bất cứ dự án gì có cái tên tương đồng với T-Launcher cũng đều sẽ bị dòm ngó và đánh bản quyền. Và tới hiện tại thì kể cả nhóm gốc đã phát triển T-Launcher với cái tên mới là T-Launcher Legacy cũng đã phải đổi tên lại thành TL để tránh phát sinh tranh chấp bản quyền với công ty cũ. Nếu những sự kiện nãy giờ quá dài dòng và làm các bạn khó hiểu thì mình sẽ nói ngắn gọn cho các bạn như sau. Thì có một website đã phát hành một phiên bản crack của Minecraft, mà cái phiên bản crack đó
lại là được đặt làm từ một người khác với lý do là để quảng cáo. Sau đó thì cái website này bưng cái launcher Minecraft đó đi đăng ký bản quyền thương hiệu và dẫn đến kết cục là cái website kỳ quặc này đã bắt đầu bảo vệ quyền lợi của họ bằng cách đánh bản quyền những người khác. Và những người vi phạm bản quyền này là ai anh em có biết không? Vâng, đó chính là tác giả của cái phần mềm trên, T-Launcher. Hiện tại thì công ty T-Launcher có hai website chính, đó chính là ru-m.org và n-minecraft.org. Cả hai cái website này gọi là tương tự nhau, chỉ có khác ngôn ngữ mà thôi. Đi kèm với đó thì họ có rất là nhiều những cái cách thức kiếm tiền khác nhau như là bán skin, tài khoản premium, quảng cáo server crack, vân vân và vân vân. Thậm chí kể cả việc quảng cáo server của họ cũng có những khúc mắc của nó, như là server nào láo láo thì ăn block và sẽ chặn luôn kết nối với bất kỳ ai sử dụng T-Launcher. Thực tế thì đã có rất là nhiều người dùng tính xương xương số tiền mà bọn họ kiếm được trong một nănăm, rơi vào đâu đó khoảng tầm 252.000 đô la, có nghĩa là hơn 6 tỷ Việt Nam đồng. Không biết anh em như thế nào chứ với thực trạng vài năm trở lại đây, liên tục có những bài đăng trên Reddit nói về cái phần mềm T-Launcher chứa rất là nhiều mã nguồn độc hại, thì mình nghĩ đây có lẽ cũng là khoảng thời gian thích hợp để các bạn tìm kiếm một cái launcher khác. Ví dụ như cái TL Launcher được tạo ra bởi chính tác giả đã phát triển T-Launcher trước kia. Cái đó tùy thuộc vào anh em, còn không thì tốt nhất anh em nên dành tiền Tết để anh em mua Minecraft cho rồi. Về bản thân mình thì đúng là trước đây mình cũng đã từng sử dụng T-Launcher trong một số trường hợp mình cần quay có thêm những nhân vật khác mà mình lại không có tài khoản. Tuy vậy thì tới hiện tại mình nghĩ những thứ chúng ta phải đánh đổi là không đáng. Nếu các bạn muốn chơi crack thì các bạn hoàn toàn có thể tìm những phần mềm khác an toàn hơn, không bị thương mại hóa và cũng không bị theo dõi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video này. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Bye bye.